ngày 22 tháng 12, Nghệ An số liệu tuyên bố bảng danh sách truyện hay năm 2021 tại Duyệt Văn, tuyển chọn ra 10 bộ tiểu thuyết mạng có giá trị nhất trong năm 2021, cung cấp cái nhìn khách quan cho độc giả vì ngành nghề cung cấp chỉ dẫn bản quyền. Bảng danh sách căn cứ vào toàn diện điều tra nghiên cứu đối với các trang web dưới cờ Duyệt Văn tập đoàn, căn cứ vào nhiệt độ, mức độ tiêu phí, giá trị chuyển thể, chuyên gia cho điểm, vân vân, tiến hành tổng hợp đánh giá các tiểu thuyết mạng, lấy số liệu khách quan thể hiện phẩm chất văn học mạng. Ta cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đi vào trọng tâm. Hạng 1, Đại Phụng Đả Canh Nhân, 95.53 điểm. Tác giả là Mại Báo Tiểu Lang Quân, thể loại tiên hiệp, tình trạng hoàn thành. Hạng 2, Tàn Lửa Trong Đêm Dài, 95.03 điểm. Tác giả lái tiềm thủy đích ô tặc, thể loại huyền huyễn, tình trạng đang ra. Hạng 3, Mệnh Danh Thuật Của Đêm, 94.96 điểm. Tác giả là hội thuyết thoại trừ tử, thể loại đô thị, tình trạng đang ra. Hạng 4, Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu, 92.67 điểm. Tác giả là Hắc Sơn Lão Quỷ, thể loại huyền nghi, tình trạng đang ra. Hạng 5, Tinh Môn, 90.97 điểm. Tác giả là Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thể loại huyền huyễn, tình trạng đang ra. Hạng 6, Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn, 88.96 điểm. Tác giả là Ngôn Quy Chính Truyện, thể loại tiên hiệp, tình trạng hoàn thành. Hạng 7, Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi, 88.45 điểm. Tác giả là Ngã Hội Tu Không Điều, thể loại huyền nghi, tình trạng đăng ra. Hạng 8, Chúng Ta Sinh Hoạt Tại Nam Kinh, 86.14 điểm. Tác giả là Thiên Thụy Thuyết Phù, thể loại khoa huyễn, tình trạng đăng ra. Hạng 9, Ta Không Phải Là Dãi Nhân, 86.02 điểm. Tác giả là Kết Giữ Hai, thể loại lịch sử, tình trạng đăng ra. Hạng 10, Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, 85.95 điểm. Tác giả là Diêm ZK, thể loại tiên hiệp, tình trạng đăng ra. Được rồi, hôm nay chia sẻ đến đây kết thúc. Đối với nội dung phía trên, mọi người có quan điểm thế nào? Hoan nghênh mọi người để lại bình luận cùng tiểu biên thảo luận một phen.